Giá tiêu hôm nay 21 tháng 12 năm 2022 tại thị trường trong nước chứng lại sau phiên điều chỉnh hôm qua. Cụ thể tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu đi ngang. Theo đó tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay đang được thương lái thu mua ở mức 59.500 đồng trên kg. Tại Bình Phước, Đồng Nai giá tiêu hôm nay 58.500 đồng trên kg. Tương tự tại Gia Lai giá tiêu hôm nay đang được các thương lái thu mua ở mức 57.500 đồng trên kg. Tại tại Đắk Lắk, Đắk Nông giá từ hôm nay duy trì ở mức 58.500 đồng trên kg giá cà phê hôm nay 21 tháng 12 năm 2022 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên được thu mua từ 39.940.600 đồng trên kg, giảm 200 đồng trên kg. Cụ thể, cà phê nhân sô cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà được thu mua với giá từ 39.839.900 đồng trên kg. Giá cà phê tại tỉnh Con Tum, tỉnh Đắk Lắc Giá cà phê là 40.500 đồng trên kg. Riêng tại tỉnh Đắk Nông và tỉnh Gia Lai, cà phê được thu mua với giá cao nhất 40.600 đồng trên kg thân ái chào bà con.